Trời ơi, chết luôn. Trời ơi. Ủa? Họ đánh như chống lại tôi vậy. Em xin lỗi. Em ơi, trả nghe, giả bộ trả nhầm kèo cho tôi được em ơi. Để mà một team đó nha, hay cái thời mà anh đánh chuyên nghiệp đi, để mà mình phát triển á, thì sau trận đấu mình phải ngồi mình coi lại cái lỗi vừa rồi là mình sai ở đâu. Từng vị trí dưới đi, Như nói trước đi Như. Thôi. Em thấy cái sai của em là không ăn xe cho anh với cát. Không, đúng rồi, cái bạn đúng nha. À, với lại cái pha mà anh kêu với Như giả bộ cho nó bắn 4 cái đi, là kiểu em thập tử nhất sinh là anh chạy tới anh cứu liền, là nó vô. Cái này gọi là nghi ngờ đồng đội anh Lê ơi. Kiểu không tin tưởng á. Tới biết ngủ. Cái đó là em support em sợ chết quá. Chị mèo gần kìa làm gì chết 10 sát trên top vậy? 1-10 vậy mà coi chưa được. Khi mà muốn nói tới lỗi của mèo rần là phải nói tới lỗi của Wild Love đầu game. Đứng ẩu cho nó ăn mạng, nó đã cầm đồ hơn mèo rừng từ đầu tới cuối rồi. Bây giờ làm sao mèo rừng chơi, đúng không? Cũng đúng. Cái này cũng là lỗi nha. Ồ, cái này hàng JC, nó có hai cái hỗ trợ. Đúng rồi, hàng gì tự nhiên đi lên thu. Hơn LV đúng không nha, hơn LV trước. Là lỗi là ở team cho họ mạng rồi bây giờ chắc. Đến lúc rồi chị mèo à. Cái gì nữa vậy trời. Tiếng gọi của rồng thiên. Trời ơi, nó có thật sự là trend không? Nè, lớp đi, thằng nào lớp, hồi nãy lớp đó, vô đây lớp cái nữa tao cho bú vú cái game này. Lớp đi. Chị ơi, chị bảo clear em vào win mà thua nữa là em ra em quậy quán của clear. Cho em dỡ xe luôn đi, dạo này mẹ anh đi bán về trễ quá, không có nấu cơm cho anh nè. Dẹp xe luôn cũng được nữa. Trời ơi, không, tại là anh thương mẹ anh, nghĩ cứ ham buôn bán tới 3 giờ sáng mới về nhà, có khi 4 giờ sáng. Mắt đi với sướng quá ta, có này bút bẩn cho. Đã. Gần đó đây rồi, mai đó rồi. Hèn, chơi hèn, chơi gọi hội, chơi vậy đời không nể. Để anh lũ vào đây. Rồi, làm em ơi, anh rờ nè. Khép góc liền. Rừng nó trên, đánh thoải mái, rừng nó trên. Ok luôn, tiếp nhận thông tin luôn. Đẩy bạch bơ, mét luôn đi. Đâu ta? Okay. Làm luôn em ơi. Anh rờ. Ôi, gác không được, biết hết lát luôn rồi. Thôi để nó giết hai luôn. Rồi cho em ơi. Chụp nó không lát á. Má tôi chị mèo ý tưởng lớn gặp nhau vậy. Đúng kiểu dân chuyên có khán nhìn cái là biết làm gì luôn ta. Ngon cái đây. Thì sao nào? Rồi em mất hết cho anh rồi đó. Thì sao nào? Đó, ngon rồi đấy. Chơi luôn chị mèo. Quá khiếp cấp đó. Luôn khiếp cấp đó luôn. Rồi. Má mày tới một chuyện, má nhắn rồi. Lê Bi à. Lê Bi chúng tôi lì vai. Khó quá vậy. Chờ. Là vì mai rồi. Vô. Nó làm gì anh Mai? Nó chết chứ làm cái gì anh Mai? Một thằng! Ủa, đâu rồi mọi người? Đam sớm là giúp rồi. Mình em đam. Nhìn anh luôn, đừng có sợ. Anh hôn rồi anh. Nè, chơi nè. Mẹ ơi! Mami! Mình lia hết á. Má nó móc vào đây rồi chị mèo. Bộ bi à. Tôi có tài lè. Tới luôn rồi. Mai là Từ rồi. Ai? Mai mạnh mà hơi sợ. Quý gánh nó xong rồi. Đây, nó tài lè. Chết rồi. Kill. Nó không lá đâu chị mèo. Không hay gì mèo đâu mà nghe cái giọng chị mèo không. Chạy đi em ơi. Người quá niềm hy vọng giữ cái con của mọi người. Chứ không phải là chị mèo. Như ăn Baron đúng rồi. Baron được nè. Anh Mai bị solo kill rồi. Chơi được anh em ơi. Chơi được anh em ơi. Anh giữ chân miếng nó rồi, miếng nó không rời em ơi. Anh giữ chân hả? Mang tướng hai đồ mà đam cơ đi vào một đội chơi luôn á. Chờ lối ra quan này. Tôi em súng nó thế nó được ăn mày. Biết chưa?
Chắc là đấy cũng được, nó chưa ăn được. Quá mày lát, mày lát mày kiếm ai? Cô ba tập hóa hả? Cho mày gặp thầy ba luôn, tính tiền. Công nhận lâu lâu có một game xanh nghe nói đã có lỗ tai thiệt chứ. Chịu khó coi chim người ta đi, ngày nào cũng xanh hết á. Cản rồi, cản rồi. 50-50 không? 50-50 không? Đang cản nó đây. Hai. Thôi hai, tưởng mất chứ. Mẹ ơi. Tối tay cái giấc này đừng xanh á. Chết à. Chết thằng kia rồi. Sao tự nhiên cái lại hồi mạng vậy? Không lời. Nó tè lè. Tụ bà lên cái có tụ bà chết vậy. Má không lời gì luôn chứ. Không lời luôn. Hai mình la đúng nhiệt luôn chứ. Ôi. Hai. Ai? Ai già lắm. Giờ tôi bắt trước ông chơi game bằng miệng không mà do này. Ôi trời ơi, giờ giống tôi vậy rồi. Có thôi. Chạy đi em ơi, hai bộ bà rồi đó. Chạy đi nè các bác, chạy đi. Nào biết cố gắng chạy đi, chị có tà le. Bây giờ tê lê lên ra là đẩy cái boss rồi, áp lực con rồng, mình phá được con rồng này. Ăn sớm rồi. Anh để cho cái. Nhìn lên kìa. Hay. Ôi nè, anh em đừng có sợ, tôi đáng này sao nè. Chết anh Mai rồi. Tôi mẹ ơi. Sao mà chết anh Mai được? Nó trong đây. Sẵn luôn em ơi. Đưa hang sàm. Gặp cái tên thiệt á. Trời ơi, giờ tên Rio nói Rio chứ em. Ờ, chơi được nha mọi người. Mày bị điên hả mày? Mẹ ơi! Ủa, đâu rồi? Ủa, chết mẹ rồi. Má thiệt luôn á, chưa ăn được một lần nào kèo luôn á, tức thiệt chứ. Ôi, điên kìa. Ôi, gì vậy? Mẹ ơi! Chứ mỗi giờ mà tôi đủ KPI luôn rồi đó. Không làm được. Penta kill. Em chưa mất mạng nào nè. Game công nhận họ lâu lâu họ xanh dáng họ vui dữ luôn á. Game sau xanh nữa cho chị mình gần coi. Game sau anh em là hết giáo án gì cho mình xin cái tên đi, mình sẽ tặng cho một bạn may mắn nhất cái giáo án mãn nhãn. Cái gì cũng biết là cái gì càng hiếm thì càng vui vậy. Có ai muốn không kìa, có ai muốn họ tặng không kìa thì nói cho họ có biết không, đi. Có ai không ạ? Chỉ một đêm duy nhất. Yasuo Yone TF xin con TF à. Timo Bobby ZF nhiều quá vậy.